Đây là phở tiêu, đặc biệt hủ ở quên hủ hủ tiếu đặc biệt tiêu. ở Sa Đéc nha. Sa Đéc này kênh chợ Sài Gòn xuống quay may review quán hủ tiếu ngon nhất Sa Đéc cho bà con xem. Nó đang nóng là mình bỏ mấy này vô. Bỏ hết thịt vô luôn. Tô này là tô đặc biệt. Nó có hai miếng sườn, hai miếng thịt, hai miếng gan, một con tôm, một cái trứng. Đây hủ tiếu đã trụng sẵn ha, có chút tỏi nữa. Bỏ vô luôn. Cái tô này là bằng đá nha các bạn. Cho giá vô luôn. gì cho gì quá trời vậy? Nó thập cẩm mà. Nè, đặc biệt là Sao tới? sát ruột. Thử coi ngon không em? Cái tô của em là cái gì? Hủ tiếu tôm. Bên đó được 4 con tôm. Và đó là 65 ngàn, còn tô này là 85 ngàn. Cho thêm cái rau này, rau gì nè? Tần ngô hả? Hẹ. Đó, vậy là xong. Rất là nhiều cây nữa. Quá trời. Rồi thưởng thức đi em. Thêm một ly cảm ơn. Ly nước cam. Hủ tiếu tôm đá. Đây tô của mình nè. Nóng lắm hả? Giờ mình nhìn nói chung là cũng hủ tiếu nó mềm với lại nó dài. cái hủ tiếu này em thấy giống hủ tiếu Mỹ Tho Hủ tiếu không? Hủ Mỹ Tho ăn đậm đà quá không có. Hủ tiếu Mỹ Tho nó cái sợi của nó là dai dai nha. Đậm nè hơn cái hủ tiếu này hả? Đây hủ tiếu, cộng hủ tiếu hủ tiếu Mỹ Tho là ăn thịt bò mà. Vậy cái nước thấy sao? Để em thử cái nước này nha. Nước này nó có vẻ nó trong vắt. Còn nước bên này thì thêm sa tế, này là mới bỏ sa tế nè. Thấy cũng bình thường, không gì đặc biệt hết á. Không thấy cũng ngon mà. Nước ngon. Không hơi mặn phải không? Không mặn không? Thấy bình thường. Thấy bình thường hả? Cái cũng hủ tiếu nó ngon thôi, hết rồi. Chứ ở nó được làm trong tô đen. Mà vô quán là chỉ thấy là coi như là các bạn thấy ớt nha, nhịn sạch sẽ ha. Cho miếng ớt vô. Cho miếng ớt vô. Rồi chanh. Ăn chanh vô em. Chanh để đó chút nữa nữa bắt chanh vô. Tỏi vô em. Tỏi trị bệnh nó hách nôi nè. Tỏi nè. Tỏi là người ta ăn với phở, à, vậy hả? Thôi kệ, mình lấy đề kháng luôn. Rồi cái này hết luôn à.
thử miếng tôm đi em, thử tôm ngon không? Tôm nào giống tôm đi. Coi cái tôm nó tươi không á. Nhiều khi cái vị người ta nấu khác hay sao? Sao em? Tôm tươi nha mọi người. Tôm tươi hả? Mà em thử con tôm của em. Đây tôm nè. Quán này á là tụi em ăn là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là ăn với bên mấy anh Quỳnh Tú Xuân Phương ha, bữa trước tôi qua đây. Còn bữa nay ăn thèm quá, từ Sài Gòn chạy lên đây là ăn tô hủ tiếu xe đét rồi đi về. Giờ nóng quá phải vớt ra. Cái tô này đáng lẽ phải bỏ cái thịt bò vô á, đúng không? Bò vô đồ bò bò mà bò tái á, cái bắp bò á các bạn, bắp bò bỏ ở đây cái lại chín chín liền. Nếu mà ăn phở hoặc là ăn bò thì sẽ có bắp bò. Cái đợt trước là ăn phở, đợt trước ăn phở thấy ngon. Bây giờ là đổi món hủ tiếu. Đó, giờ mình quậy cái tô lên nè. Tôm ăn ok ha. Đây có mấy miếng gan nè, em ăn gan không? Nha. Đó. Thử nha, đây. Đó, cho các bạn thử trước nè. Ngon. Cảm giác là nướng nó hơi mặn chút xíu. Nước nè, nước này nó trong. Nó cũng vừa rồi đó. Nếu mà cái này thì em chấm nó được 8 điểm đó các bạn. Món của em được mấy điểm? Ừ, 6 điểm rưỡi. Rồi, chấm khó dữ vậy hả? Bỏ trong cái tô đá thì lần đầu tiên thấy. Lần đầu tiên ăn trong cái tô đá phải không? Đó. Rồi cho được 6 điểm rưỡi. Mình chấm sao ăn uống mình dễ quá cho ta. Chấm dễ quá à. Nè. Miếng sườn cái tô này là tô đặc biệt ha. Tô xịn nhất ha. Hai miếng sườn. Tô đặc biệt nó ngon hơn tô bình thường. Phải không? Ai biết con xui. Không chắc nó cũng vậy, tại bên này nó nhiều thịt hơn. Nó hơn hai cục này nè, với hơn hai miếng miếng gan. Đó là nó hơn được 20.000. Hơn được 20.000 là hai cái đó đó. Còn lại nó không có gì hết. Giống nhau. Cộng hủ tiếu ngon hả em? Cộng hủ tiếu ngon ăn dữ. Nhưng mà tùy người nha. Nhiều người sẽ không thích là nó mềm như vậy đâu. Nó mềm quá hả? Ừ. Thử coi. Đây cộng hủ tiếu nè, để từ nãy giờ. Bỏ vô trong nước nóng nó sẽ nở ra. Nó sẽ nở ra bự hơn. Cái cộng hủ tiếu này nó khác với hủ tiếu Mỹ Tho à. Phải không? Mình thấy nó mềm hơn. Kiểu như là nó bở hơn chút. Hủ tiếu Mỹ Tho là nó dai hơn. Đúng không? Nó dai hơn. Đây cũng rau nè mọi người. Ăn cũng rau nha. Sao thấy em ăn từ tốn quá vậy? Ai cái này giống ở trên Sài Gòn kiểu
ví dụ mà muốn ăn hủ tiếu quên muốn ăn phở mất tiền đó là người ta ăn phở thối đá ăn bún bò mất tiền ăn bún bò thối đá thì này cũng vậy thôi nhưng mà thối đá trên Sài Gòn là cả triệu bạc còn thối đá ở dưới á ta đét thì chỉ có mấy chục ngàn thôi nên là mọi người cũng nên thử nha. Anh chưa ăn cái thấu đá là lần nào luôn á. Cái thấu đá kiểu này nè, chưa ăn. Ở Sài Gòn là có quán nào có cái này? Này đúng không? Mà ở xuống dưới đây các bạn nên ăn món phở nha. Hôm bữa lo ăn món phở ngon quá mà quên review. Đó, nhiều khi để tối quay lại ăn phở không chừng. Tại vì cái này nè, khi mà nó nóng lên á, để lên đây là thịt người ta bỏ riêng lên đây, thịt với rau bỏ riêng ở hai bên, còn cái này là chỉ là nước thôi, mà nó nóng sôi sùng sục vậy đó. Nếu mà bỏ bò mà bắp bò vô cái là nó sôi rất là mềm, mà nó không bị dai. Bún bò ở đây là ok hơn nè, còn hủ tiếu này thì nó không có dai. Giờ ăn thử miếng thịt nè coi nhé, ok không nha mấy bạn. Thịt này thấy nó hơi mỡ nhiều nè đó, mình đã mập mà còn ăn mỡ nữa. Rồi xem mà Hương ăn tiếp thôi. Vậy nha, các bạn nên thử nha để trải nghiệm xem, mỗi người có một trải nghiệm khác nhau nên là mấy bạn không thể lấy trải nghiệm của mình để gán lên người mấy bạn được, nên là mấy bạn hãy tự nên trải nghiệm nha. Không, thấy cũng ok, thấy cũng được 8 điểm. Còn cái tô của Hoàng Hương là được 6 điểm rưỡi. Còn giờ thử cái miếng nước cam nha. Rồi cho thử miếng thứ. Không muốn để anh uống. Lấy chén trà sữa. Rồi mọi thứ đều ok hết. Chỉ chưa có đặc biệt thôi, ở đây đặc biệt cái là cái tô đá ha. Mọi người nên ăn cái món phở bắp bò bỏ vô đây ok. Thôi giờ tụi mình lại ăn tiếp đây. Chào tạm biệt mọi người nha. Tự nhiên cái chạy là sao cái táo.